Xin chào các bạn, hôm nay là một buổi chiều thứ bảy rất là vui vẻ với Mộc Lan. Cho đồng nghiệp cũng là một cái niềm vui đối với Mộc Lan. Và trong cuộc sống mỗi một ngày thì Mộc Lan luôn nghĩ rằng là mỗi một ngày mình mở mắt ra là một ngày vui vẻ hạnh phúc. Và Mộc Lan sẽ có một series những cái việc làm trong ngày của mình. Và những cái việc đó nó mang lại cho Mộc Lan rất là nhiều niềm vui, những cái động lực để Mộc Lan có thể tiếp tục tiến bước trên con đường và hành trình của mình. Đối với Mộc Lan thì Mộc Lan nghĩ rằng là mọi người xuống hạ cánh xuống trái đất để làm gì, và Mộc Lan cũng nghĩ câu hỏi đó đối với mình rằng là mình hạ cánh xuống trái đất để làm gì. Và Mộc Lan luôn nghĩ rằng mong muốn lớn nhất và khao khát của Mộc Lan đó là mang lại được niềm vui cho nhiều người, mang lại được cái nụ cười hạnh phúc cho được nhiều người. Vậy thì Mộc Lan sẽ cần phải làm gì để cho các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc? Và ngày hôm nay chúng ta quay trở lại chương trình Chiến thắng ung thư trong cái series các video về chương trình Chiến thắng ung thư. Thì ngày hôm nay Mộc Lan nói với các bạn rằng ung thư nó thực sự không có đáng sợ đến như vậy. Và việc đầu tiên, những người bệnh nhân ung thư tại sao mà họ mất rất là nhanh như vậy là bởi vì họ luôn cài đặt ở trong đầu của họ đó là mình đã bị ung thư, mình sắp chết vì ung thư, mình không thể sống được và chắc chắn mình sẽ chết. Vậy thì việc đầu tiên các bạn hãy nhớ rằng những cái bệnh nhân ung thư họ chưa mất vì bệnh ung thư, nhưng mà cái cài đặt tư duy của họ làm cho họ đã bị kiệt quệ về mặt tinh thần. Vậy thì ở đây chúng ta sẽ thấy rằng là cái việc đầu tiên đối với những bệnh nhân ung thư là họ bị suy yếu bởi vì rằng cái tâm hồn của họ bị suy yếu, và cái ung thư tâm hồn là ung thư nặng nhất đối với những cái bệnh nhân ung thư. Vậy thì Mộc Lan khuyên rằng đối với những bạn mà bị ung thư thì việc đầu tiên các bạn hãy suy nghĩ rằng là chúng ta có một chế độ ăn để đảm bảo kiềm hóa cơ thể và chúng ta sẽ thoát khỏi ung thư. Đó là điều đầu tiên chúng ta sẽ cần phải nhớ. Thứ hai là chúng ta là những người yêu gia đình của chúng ta vô điều kiện, chúng ta có bố mẹ, chúng ta có con và chúng ta có vợ chồng, nên chúng ta cần phải thoát khỏi ung thư một cách nhanh nhất để chúng ta có thể mang lại sự yêu thương mình mình. Và chúng ta là những người chăm sóc sức khỏe của mình cách tốt nhất, chúng ta là người chăm sóc sức khỏe chủ động bằng cách ăn những cái đồ ăn uống, những cái đồ uống theo chế độ thực dưỡng và kiềm hóa cơ thể. Mộc Lan đã hướng dẫn ở những cái video trước và các bạn tự tin là các bạn chiến thắng ung thư. Và điều đầu tiếp theo là các bạn cần phải biết rằng là những bệnh nhân ung thư thì cần sẽ phải chuẩn bị cho mình một cái thân khỏe, tâm minh và trí an để chúng ta còn phải nuôi dạy con cái của chúng ta. Đó là nhiệm vụ của chúng ta và chúng ta cần phải làm như được đó. Cho nên là chúng ta chắc chắn chúng ta sẽ thoát khỏi ung thư. Việc Mộc Lan hướng dẫn các bạn trong cái video này đó là cài đặt tư duy của các bạn và ung thư nó không thực sự đáng sợ như vậy. Trên cái hành trình tìm hiểu về ung thư và Mộc Lan đã gặp rất là nhiều người đã thực hiện cái chế độ ăn thực dưỡng và ăn uống những cái đồ có độ kiềm hóa cao để giúp cơ thể khỏe mạnh, thì cũng đã có những người đã thoát khỏi ung thư và hiện nay sống rất là khỏe mạnh nhiều năm rồi, và họ không có cảm thấy rằng boring trong cuộc sống của mình. Mộc Lan hỏi họ thì ngày nào họ cũng rất là vui, họ thấy rằng mỗi ngày họ sống họ thấy có ý nghĩa và có giá trị hơn. Thì những người đó lại là những người mà có thể có thời gian rất là dài để ở bên gia đình, thay vì trước đây là chạy theo công việc, chạy theo sự nghiệp rồi mục tiêu cuộc đời, rồi làm cho cơ thể chúng ta trở nên mệt mỏi, căng thẳng và áp lực, nó làm cho axit trong cơ thể nó tăng và mắc bệnh ung thư. Nhưng bây giờ họ đã quay trở lại cái cuộc sống là vì cái cơ thể của họ, họ sống với chăm sóc cơ thể của mình tốt hơn và họ đã chiến thắng bệnh ung thư của mình. Và Mộc Lan cũng có một cái lịch trong tuần tới, Mộc Lan sẽ gặp một bạn MC truyền hình và bạn ấy có một quán ăn thực dưỡng. Trước đây bạn ấy cũng bị ung thư máu và Mộc Lan được biết rằng là bạn ấy cũng đã vượt qua được cái bệnh ung thư này, và Mộc Lan cũng rất là mong muốn được gặp các bạn, gặp bạn đó, và đã đặt lịch trong tuần tới sẽ gặp. Và trong cái thời gian tuần tới Mộc Lan gặp thì Mộc Lan sẽ làm video, nếu như được sự đồng ý của bạn, để chia sẻ cho tất cả những người đang bị mắc bệnh ung thư có một niềm tin vững chắc rằng các bạn
có niềm tin và các bạn làm theo những cái gì Mộc Lan hướng dẫn ở các video trong chương trình chiến thắng ung thư thì chắc chắn các bạn sẽ thoát khỏi ung thư một cách sớm nhất. Và cái quan trọng nhất là các bạn hãy nhớ là cài đặt tư duy của mình, đừng để rằng chúng ta bị ung thư tâm hồn, và hãy nhớ rằng ung thư tâm hồn là sẽ làm cho các bạn suy kiệt nhanh nhất. Cho nên là hãy lạc quan và hãy xem hết một bộ video trong chương trình chiến thắng ung thư của Mộc Lan, các bạn sẽ chiến thắng ung thư và thoát khỏi ung thư tốt nhất. Xin tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau, và hãy bấm like, chia sẻ và đăng ký trong những chương trình chiến thắng ung thư để có thể update thêm nhiều những cái kiến thức hơn nữa để chúng ta có thể thoát khỏi ung thư. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.